Chào mọi người nha. Này, nước bọt đây. Rồi, xem đỗ nươn này. Bọt này, bọt trắng tinh này. Đó đấy. Áp vào phèo đấy. Câu luôn chỉ cần giữ như thế thôi nhá. Giữ như thế là nó sẽ lên cắn. Hơi lạnh rồi ấy. Hôm nay là anh em mình đi, thời tiết nó hơi lạnh nhưng mưa nó cũng không hăng cắn lắm. Hạng câu được bây giờ. Đấy. Cắn rồi các bạn. Chưa rồi. Chưa rồi. Mồi đi đâu? Đi đâu? Đây. Mồi. Mồi nó câu run nhé. Lươn nó câu con run. Nhìn cái khác. Nó vẫn. Mồi. Lươn không to. Ui giời. Tặng đi nha. Đến ngay. Đi nha. Một to. Một em. Đấy, các bạn nhìn thấy ao béo chưa? Đây rất nhiều lươn. Này rất nhiều lươn nhé. Đây lại nỗ nữa. Hey, chắc chưa chạm lên to. Có thể nuốt ngoi cũng bé. Đây là cao thủ câu lươn của nàng sạt nha. Cao thủ thì cũng về bắt lươn ăn hô. Trông cháy của mùa dịch. Đây này, đấy, đầu lươn này. Đấy, con này rất ngũ cắn. Right.
Thì cứ rồi, chậm chậm để cho mọi người xem. Đấy. Đấy, to chưa? Do hôm nay trời mưa, có khi mình anh em mình sẽ gọi là cắt công đoạn đi, khi nào về mình sẽ quay cho các bạn cùng xem. Cần cắn nào, chỗ này cắn này, cắn này, nước lên này, dâng. Con này rất rộng đấy. Này, rộng. Biết là nhẹ. Nhẹ. Khổ nhẹ xíu. Kênh đồng này mà toàn lên bé. Đây. Bắt đầu nhá. Con này vé 2 lạng. Ui anh Hạnh ấy. Phải to lắm. Trông thế thôi. Trông mũi đều đều mà to. Hạng mới giữ. Cho nó. Ui kìa nó thoa đâu nhá. Tao muốn giữ cho nó thoa đâu. Kìa đeo được hạng. Nhà đó. Xem nha. Đấy. Nha. Mời ta nha, thưởng thức. Ba anh em lên mưa gió đi câu lươn đi. Không ngại trời mưa gió. Mới ra tìm nỗ đấy, nỗ đấy, ui nhẹ rồi, nhẹ ăn cắn bọt kia giữ cái cắn ngay, đặt xuống đã phật phèo. Cái này nó rất to. Con ở đầu trên kia, con đấy là lăng, con đấy là bụng, bụng thuốc thì nó bỏ lúc đấy.